đi Vision đời mới, nhưng mà em muốn ráp phục Phố Bình Dầu, nhưng mà phải ráp Vin có không anh? Trời ơi, tưởng gì, cái này dễ, để anh giới thiệu cho em một số mẫu phục làm được như vậy nha. Bên mình mới cập cảng phục X1R với có Bình Dầu dành cho cái dòng xe Vision luôn nha. Đúng phục, đúng đời nè, đúng thời điểm quá đúng không nào anh em. Giờ mở hộp ra coi cái sản phẩm nha. Cái phục đẹp xuất sắc luôn anh em ơi. Đây là một cái sản phẩm mới của nhà X1R dành cho các dòng xe từ Vision nè, Vario nè, Ethmo nè, những cái dòng xe đi một phục là chúng ta có thể gắn được cái mẫu phục nha. Vậy thì dòng phục này sẽ có những gì đặc biệt? Ok, giới thiệu luôn. Trước hết thì chúng ta hãy nói về một cái chiều cao quá lý tưởng của em, nó là 330mm. Phục này sẽ có giá là 1.650.000 một cây nha cả nhà, với chế độ bảo hành là 12 tháng. Một đổi một về lỗi của sản phẩm, phục chúng ta sẽ có rất là nhiều màu để cho các bạn lựa chọn. Full đen, ti vàng như trên tay bên đây. Chúng ta sẽ có bảng là ti trắng, lò xo vàng nữa nha. 100% phần đầu phục và phần chân phục này sẽ được gia công bằng chất liệu nhôm nguyên khối. Phần áp trên của chân phục sẽ được làm bằng chất liệu nhôm CNC nguyên khối, đảm bảo bền hơn theo thời gian sử dụng, không bị sai lệch và không bị méo mó. Lò xo được thiết kế riêng biệt để phù hợp với lại đường xá và cung đường ở Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể tăng chỉnh được cái độ nén lò xo này tùy theo cái cân nặng và trọng tải trên xe. Còn đối với lại chân phục, chúng ta sẽ có một núm tăng chỉnh rebound để thay đổi được cái độ hồi lên nhanh hay chậm cho cây phục. Quá trời là xuất sắc luôn. Còn đây sẽ có thêm một chiếc bình dầu lấp đầy khoảng trống của phần thân xe. Đặc biệt nhất mẫu phục này khi ráp lên những cái dòng xe như là Vario nè, Vision nè, chúng ta không cần phải cắt khoét phần gầm xe, bởi vì phần chân phục trên này sẽ được thiết kế cao hơn, giúp cho cái phần khúc bên dưới của phục này nó sẽ dời xích xuống dưới, không bị cạ cứng trong quá trình mà chúng ta lắp đặt lên trên xe. Sẵn tiện ở đây có một chiếc Vision mới thì Vinh kê thử cái phục vô cho anh em coi luôn nha. Trời ơi, kê vô một cái là nhìn nó khác biệt liền luôn, là nó đẹp hơn cái phục Vinh luôn nha. Phục này chúng ta sẽ có đen, ti vàng nè và lò xo vàng để cho anh em lựa chọn, đặc biệt nhất là bảo hành 12 tháng nha mọi người. Đối với lại phục này á, ngoài ráp được cho cái dòng xe Vision này ra, chúng ta còn ráp được cho Vario nè, Lít nè, đó, Ethmo nè, nói chung là nhiều cái dòng xe lắm. Anh em cứ comment bên dưới cái dòng xe mình đang đi, bên mình sẽ tư vấn phục cho anh em nha. Ngoài ra thì khi anh em ráp phục bên mình sẽ hỗ trợ anh em cái việc mà tăng chỉnh phục để phù hợp với lại cân nặng và đoạn đường chúng ta thường hay đi. Và tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe miễn phí nữa, bao gồm là vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe. Bởi vì sếp bên chia sẻ không quan trọng hóa đơn của anh em là nó bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng. Anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ số máy bánh là bên mình đã cảm thấy vui rồi. Giờ thì anh em có những câu hỏi nào về những cái sản phẩm xe, hãy comment bên dưới, Vinh sẽ trả lời những câu hỏi đó bằng video clip cho anh em.